Chào mừng quý vị đang đến với vòng đầu tiên của Tần Số Tình Yêu, đó chính là Đi Tìm Tần Số. Và bây giờ chúng ta hãy gặp gỡ bốn hình ảnh sau đây, xin mời. Wow, bốn dáng khác nhau của bốn chàng trai, trời ơi thả tim luôn. Em có thể giữ động tác đó đến cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là lời giới thiệu đầu tiên của mỗi chàng trai. Xin mời chàng trai ở vị trí đầu tiên. Mình tên là Phan Đỗ Minh Truyền, mình 20 tuổi, mình đến từ Long An. Sở thích của mình là được hát, nhảy và nấu ăn. Các bạn nữ ơi, mình rất là thích nấu cho người yêu mình ăn. Cho nên hai bạn mà nếu mà yêu mình á, thì mình sẽ nấu cho ăn mỗi ngày nha. Wow. Một lời hứa hẹn khá là hấp dẫn. Nghề nghiệp chính của bạn là gì nào? Dạ hiện tại em đang là diễn viên với lại dancer ạ. Cho chúng tôi thấy nhẹ nhẹ được vài hình thể động tác của bạn để chứng tỏ mình là một dancer được không? Dẻo ha. Vậy đúng với đam mê đúng không nào? Thật sự đó là đam mê từ nhỏ của em ạ. Nhưng mà nó vẫn còn bấp bênh cho nên em làm thêm một nghề là kinh doanh bán hàng online ạ. Bạn bán gì? Dạ em bán nước hoa ạ. Và bây giờ chúng ta hãy lắng nghe đôi lời giới thiệu của anh chàng ở vị trí số 2. Xin kính chào anh chị MC và hai bạn nữ xinh đẹp và toàn thể các bạn đang xem ở đây, một lời chào trân trọng nhất ạ. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hành Tâm. Năm nay mình 22 tuổi. Mình sinh ra và lớn lên tại quê hương xứ Dừa, Bến Tre. Công việc hiện tại của mình là làm PT. Bạn làm PT lâu chưa? Dạ em làm được nửa năm rồi chị. À cũng mới thôi hả? Làm thôi, còn trước đó là phải tập rồi đúng không bạn? Dạ đúng rồi. Thử khoe con chuột cho mình coi thử được không? Chuột 6 tháng nghe nó cũng khác hả? 6 tháng. Nhưng mà rõ ràng là anh ấy có một thân hình rất là gọn gàng nè. Dạ. Cảm ơn Tâm. Xin mời anh chàng số 3 giới thiệu về mình nào. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Lê Võ Hoài Thịnh. Năm nay mình 20 tuổi. Hiện tại mình đang là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Một anh chàng cũng đam mê về nghệ thuật, hèn chi có dáng lãng tử đến vậy. Mình là một người con của miền Tây, ở mảnh đất Tiền Giang. Có một gia đình đặc biệt là có tới hai người mẹ và hai người cha. Và tài sản lớn nhất của Thịnh bây giờ chính là hai người mẹ của Thịnh. Mẹ ruột và người mẹ còn lại là? Người mẹ còn lại em tạm gọi là mẹ hai. Đó là mẹ kế của em ạ. Nhà Thịnh thì không có gì ngoài sầu riêng. Ai muốn thưởng thức sầu riêng quê Thịnh thì về đội của Thịnh nha. Hai người đẹp nhà mình thích ăn sầu riêng không ạ? Dạ không. Trân á, thì họ không thích lắm. Còn Như nè? Dạ em rất thích. Anh cũng rất thích. Kệ anh chứ. Đương nhiên. Em chỉ quan tâm tới bốn chàng trai kia thôi. Ai quan tâm tới người đã có vợ như anh. Chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa ở những vòng tiếp theo. Đây là một anh chàng sống tình cảm đây. Xin mời anh chàng cuối cùng. Tôi tên là Neo, thường đi trên chiếc xe cổ, mỗi tối từ hay xuống phố, trên tay vắt cây guitar, hát nghêu ngao kèm câu hát, lắc lư theo nhịp flow, viết lên vài bài sáng tác. Và tôi hát theo một cách rất khác, và rồi tôi rap theo một cách rất gắt. Khá là cá tính. Anh ơi, tên gì đó anh? Tên thật của mình tên là Phan Minh Lộc. Năm nay mình 22 tuổi, hiện đang là sinh viên năm tư của trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Sao vậy Trân? Dạ thì em hiện tại cũng vẫn còn đang học đại học Mở. Ủa vậy hả? Dạ. Chuyên ngành nào? Em học bên xã hội học. Bạn Lộc ơi, công việc hiện tại của bạn đang làm gì? Hiện tại là mình đang lập kênh YouTube để một cái nhóm series hài và mình cũng sáng tác nhạc. Hãy cố gắng tự tin lên nha, Minh Lộc. Cảm ơn, dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Cho em hỏi hai bạn nữ được không ạ? Xin mời Truyền. Dạ, cho Truyền hỏi Trân giống như là sinh nhật của hai bạn là vào ngày mấy ạ? Của em là vào ngày 22 tháng 4. Rồi Minh Trân là 22 tháng 4 ạ. Còn Quỳnh Như? Của Như là 22 tháng 2. Wow, cùng số 22 đúng không ạ? Rồi còn Lê Lộc? 8 tháng 1. Trời, chân quân luôn. Và bây giờ xin mời hai cô gái cũng như tất cả mọi người hãy khám phá chiếc ốp điện thoại của bốn chàng trai nha. Đây. Bốn chiếc điện thoại thì các bạn trai cũng có sử dụng chiếc ốp đằng sau lưng để bảo vệ. Ở vị trí đầu tiên là Minh Truyền ha. Một cái ốp lưng màu đen có họa tiết. Họa tiết này là con gì hay là hình gì vậy Truyền ơi? Dạ, họa tiết này là con rồng ạ. À, tại sao bạn chọn con rồng? Em thấy nó gọn với lại không làm bể điện thoại thì em mua thôi. Đẹp nữa chứ. Như vậy là bạn có cái gu cũng khá là đơn giản đúng không nào? Không thích quá màu mè, đặc sắc và nổi bật. Dạ. Bạn số 2, tại sao bạn lại có chiếc ốp lưng cá tính như vậy nhỉ? Tại vì mình thích hai màu, màu trắng và màu đen. Nhưng mà mình trong đó mình có rất thích động vật, đặc biệt là con chó. Thích nuôi chó. Bạn có hiện đang nuôi chó không?
Dạ em đang có nuôi một con chó. Hai bạn nữ mình có thích nuôi chó không ta? Dạ thích. Còn bạn Như? Còn riêng Như thì Như rất là sợ chó. À sợ cún hả? Tại sao vậy? Có một câu chuyện như thế này là hồi xưa đi học á thì hay nghịch. Tới khi té một cái thì con chó từ đâu tới tắp cái chân á. Ờ nó chụp nó thấy động tác lạ quá. Đúng rồi. Thế là từ đó tới giờ là bị sợ chó tới giờ cũng biết kể cả. Nhìn con chó rất là cưng nhưng mà thật sự mình rất là sợ. Bị ám ảnh. Thôi thông cảm cho quá khứ bị ám ảnh của cổ nghe. Tâm nghe. Cảm ơn Tâm. Xin mời anh chàng số 3. Thuận buồm xuôi gió 5 ký hợi đúng không nào? Một chú heo rất là đáng yêu. Đây có phải là hình ảnh để giúp cho chúng tôi thấy được bạn là một người lạc quan không Thịnh ơi? Dạ, thật ra thì ai cũng vậy, ai cũng luôn luôn mong mọi điều tốt lành sẽ đến với bản thân và gia đình. Với lại nhà em nuôi heo 70 ký, giờ mẹ nuôi hết nổi rồi. Cho nên là kiếm bạn nữ nào đó hốt về nuôi giùm. Trời đất ơi, thiệt luôn vậy hả? Trời đất ơi, thiệt luôn vậy hả? Chà, hợp lý quá ta, rất là tuyệt vời. Màu sắc yêu thích nhất của bạn là gì Thịnh? Dạ em màu xám ạ. Màu xám, còn hai người đẹp? Em thì thích màu hồng, màu đỏ. Còn Trân? Em thì thích màu hồng. Rồi, xin mời anh chàng cuối cùng. Bạn biết chơi guitar hả Lộc ơi? Dạ. Ủa? Dạ, Minh Lộc, dạ, em xin lỗi chị Lê Lộc. Anh có thể em gọi em Daneo để đỡ trùng với chị Lê Lộc. Dạ. Đây là một cái câu lạc bộ của trường em. Con cú đêm này là tượng trưng cho những cái đêm mình mất ngủ hay không ngủ gì đó. Mình nghĩ là cái áng mây màu hồng của mình chắc còn đang ngồi ở ngoài đó. Và hy vọng là nó sẽ thay đổi cái ốp lưng của mình. À, đó là ốp lưng thôi. Nhưng mà còn cái hình nền thì sao đây? Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Ai chà, mỗi chàng một màu sắc khác nhau. Chàng trai số 2 nè, thấy buồn buồn vậy ta? Đúng rồi, với lại là hơi sống nội tâm tí xíu. Tâm trạng của em thì rất là đang kiểu mà đang rất là cô đơn. Cũng cần em thì thích, rất thích đi phượt hay là đi đâu đó. Em cũng đang cần một bạn nữ cùng người yên sao em chở đi khắp mọi đất nước. Hai bạn nữ của mình có thích đi phượt không nhỉ? Như thích không nào? Dạ em thích. Còn với Minh Trân thì sao? Dạ em cũng thích đi phượt nhưng mà chưa bao giờ đi. Anh Tâm ơi, anh nghe. Hình như em với anh biết nhau thì phải. Ghê vậy? Nghe giọng nói rồi. Là có tập gym chung đúng không? Có Dạ không, tại vì em có một người bạn tên là Thành Tâm luôn. Vậy hả? Anh cũng nghe giọng em rất là quen luôn. Trời, người ta diễn viên mà, có khi là thấy trên phim đó. Nhưng mà bạn Thành Tâm đó làm cái gì và ở đâu? Em nhớ là bạn ấy đi quay chung với em cái bộ phim nào đó. Thành Tâm mình có bao giờ đóng phim chưa nhỉ? Dạ, cũng có. Có khi là ảnh hen. Chà, đó là bữa này gan ha. Có thể là để ý đến Minh Trân từ lâu rồi mới tận dụng cơ hội ngày hôm nay để đến đây chinh phục cô ấy. Hy vọng là bạn sẽ có cơ hội để đổi cái hình nền khác, mang màu sắc nó tươi vui hơn. Còn hình ảnh thứ ba nào? Tại sao bạn đặt cái hình nền rất là đáng yêu này Thịnh ơi? Dạ thưa anh chị và hai bạn nữ là tại vì chó là một loại động vật em thích. Với lại cái thứ hai là tại vì cái mặt cái con này nó rất là ngáo và nó rất là dễ thương. Ủa con này của bạn hay là bạn lụm trên internet? Dạ không, em lụm đâu, ở trên trần đời này em không biết. Nhưng mà nhìn thấy ghét ha. Dạ, cho nên là mỗi lần mà mở điện thoại lên mà em mệt mệt, buồn á thì nhìn cái mặt nó ngáo ngáo á thì em cảm thấy là vui lại. Cho nên là em để cái hình nền này luôn ạ. Chúng ta hãy cùng đến với bạn trai cuối cùng, bạn Neo. Quá ấn tượng, tại vì một màu đơn sắc thể hiện được cái chiều sâu thâm thẳm giống như là góc nội tâm của chính anh ấy vậy đó. Hình nền này bạn để bao lâu rồi Neo ha? Từ lúc mình mua cái điện thoại này. Như vậy là anh này cũng khá có lập trường. Nếu như sau này mình có người yêu nè thì mình sẽ đổi hình nền nó phong cách gì? Nếu mình có người yêu thì trong bức hình này có một chỗ để ngồi thì cái chỗ đó dành cho mình và người yêu ngồi ngay đó. Rồi cũng nhìn về nơi xa lắm đúng không ạ? Nhưng mà ở trong cái khoảng trời rộng đó mình không còn một mình nữa mà là hai mình rồi. Truyền hỏi Như ạ, Như thích người mẫu người đàn ông cao gần 1m8 và biết nấu ăn không vậy Như? Nếu như mà được như vậy thì sẽ rất là ok. Cái đó nghe giống như đang tả Thịnh vậy ta. Trời ghê vậy Thịnh, Thịnh ơi Thịnh, Thịnh có ai gì? Lấy bằng keo bịt miệng đâm trọng này không hề. Trời ơi, anh biết em tốt mà Thịnh. Thật sự là Truyền rất là thích nấu ăn cho người mình yêu ăn. Cho nên là một trong hai bạn chọn Truyền thì chắc chắn sẽ nấu ăn mỗi ngày và đảm bảo không bao giờ rửa chén. Bạn tự nấu, bạn tự dẹp luôn, tuyệt vời. 100% lo từ A đến Z luôn. Anh ơi. Dạ.
Thí dụ mà anh cứ nấu ăn rồi cứ làm như vậy hoài, anh nuôi em vậy em mập lên rồi sao? Không sao đâu ạ. Tại vì mập thì cũng là người yêu của mình thôi. Dù mập thì ngủ ôm đã mà. Sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng, rồi bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. Các bạn trai có nghĩ vậy không ạ? Đứng hình mất nạ. Không ai đồng ý hết á. Cảm ơn Truyền, rất là khéo, rất là vui tính. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ mở xem là cái màn hình khóa của bốn chàng trai của mình là cái gì nha. Đây là những ứng dụng mà các anh ấy đã tải về để sử dụng. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu với chàng trai Minh Truyền đi ha. Lướt lướt nhẹ cái điện thoại mình để xem cái menu của mình là gì nào. Dạ. À, những cái phần mềm khá là quen thuộc ha. Cũng sơ sơ vài hình thôi đúng không ạ? Thấy bộ sưu tập của bạn không có nhiều lắm đúng không? Đồ ăn. Wow, đồ ăn quá nhiều. Đi ăn đồ nướng hả Truyền? Dạ, còn cái này là đi với bạn em ở Bùi Viện ạ. Đừng coi tấm này trời giờ đói. Này coi hành hạ bao tử lắm. Đa số là hình ảnh về đồ ăn, thức uống. À, dầu thơm nè. À, đây là những sản phẩm của bạn đúng không? Dạ. Bữa nay có đem theo để tặng cho các người đẹp và tặng MC không? Dạ, bán mấy trăm chai hết rồi anh. Ghi nhận thái độ. Dạ. Lần sau sẽ tặng mỗi người một chai ạ. Anh ơi. Dạ, anh nghe ạ. Anh có thể cho em coi danh bạ của anh được không? Hả? Được ạ. Ok. Em muốn coi chữ em yêu hay gì hả? Hay cục cưng hay gì phun? Đầu tiên là mấy A là anh nè, mẹ yêu nè. Ủa, An là ai mà anh lưu mẹ An vậy anh? Dạ, mẹ An là mẹ của người yêu cũ ạ. Là tại vì chia tay lâu lắm rồi nhưng mà mẹ của người yêu cũ vẫn rất là thương Truyền ạ. Anh này phải người tốt đúng không? Thì mẹ của người yêu cũ tính giờ vẫn quý mến, lâu lâu cũng gọi điện thoại hỏi thăm đúng không Truyền? Dạ, hỏi thăm hoài luôn, mà hỏi thăm là sao Truyền không xuống nhà cô chơi này kia. Ủa, không chia sẻ lý do luôn hả? Dạ, cũng có nói lý do tại sao mà hai bên chia tay thì cô cũng hiểu thì cô không trách, cô chỉ nói là cô thương thì lâu lâu con rảnh con xuống con chơi. Hiếm có trường hợp nào được như bạn Truyền lắm đó. Cảm ơn Truyền rất nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá số 2, Minh Tâm. Như vậy là bạn chỉ lưu rất là ít ứng dụng đúng không Tâm ơi? Dạ đúng rồi anh ơi. Cho Như mở xem phần hình ảnh của bạn được không hả? Vậy là mình quen nhau thiệt rồi. Bạn em. Phải không? Hôm qua em vừa like hình của bạn ấy. Hai người có kết bạn Facebook với nhau rồi à? Dạ có. Hình tấm nào vậy? Dạ tấm bạn ấy đi ăn á. À. Bạn ấy có rủ em. Có rủ. Ủa vậy hả? Mày không có đi. Thấy ghê không? Bữa nay quay lại đây để phục thù nè. Rủ đi ăn không đi. Bữa nay tôi cua luôn cho biết. Chà. Nào lướt lên nào, lướt lên nào. Hình về bản thân nè, hình về cún nè. Ôn cún dễ thương quá. Là cún của ở nhà bạn đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Yeah, yêu quá. Những đứa trẻ đó là ai vậy? Dạ là em của em. Ở nhà em có mấy người em? Em thì là con một, em sống một mình với mẹ thôi. Bạn có đua xe đạp luôn hả? Dạ có anh. Bạn đua giải phong trào hay chuyên nghiệp? Dạ em đua chuyên nghiệp. Trời ơi, wow. Đổ vậy? Đua chuyên nghiệp luôn kìa. Cái này lâu chưa Tâm? Cái này hồi năm 2016. Bạn đổi nào? Dạ em đua cho Bến Tre. Trời ơi, đổ Bến Tre luôn. Một anh chàng tràn trề năng lượng. Đến bên này là bảo đảm khỏe khoắn liền ha. Chế độ tập luyện dinh dưỡng sao ảnh biết được hết. Chúng ta hãy đến với bạn Hoài Thịnh ha. Đâu, xin mời bạn mở màn hình của mình ra nào. À chà, lưu khá nhiều nha, nhiều trang lắm nha. Cái món ăn này chắc là món khoái khẩu của mình hả Thịnh hả? Dạ đúng rồi ạ. Đây là món bún đậu mắm tôm. Nhìn hại bao tử quá anh Thịnh. Tốt ơi. Ngân hàng mẹ. À, làm chắc, sao? Chắc là hay cung cấp lắm nhỉ? Nghĩa bóng nghĩa đen luôn á, là lúc nào ngân hàng nó cũng nhiều thì mẹ luôn là nhiều tiền. Với lại là tình cảm, tình thương dành cho mình lúc nào nó cũng nhiều như cái ngân hàng vậy đó. Mẹ này mẹ nào bạn ha? Dạ ngân hàng mẹ này là mẹ ruột của em ạ. Người hùng vốn với đó. Mẹ là chắc là ba rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Mày này dễ thương. Rồi Tân Tâm dễ thương cute nhất đời là ai vậy hả? Là một cái anh bạn của em ở Bến Tre ạ. Em suy nghĩ là nếu như mà bạn này mà quen người yêu chắc đặt tên người yêu chắc té giếng chết luôn. Wow. Nếu như cho bạn đặt tên người yêu tương lai của mình á, bạn sẽ đặt cái tên gì cho nó ấn tượng nè? Cô gái mộc mạc dễ thương đáng yêu làm lòng anh xao xuyến và anh đỡ đổ. Trời ơi. Rồi cảm ơn bạn. Chúng ta hãy đến với nội dung bên trong của điện thoại bạn Neo nha. Xin mời Neo. Mình có thể xem cái danh sách bài hát của Neo được không ạ? Những bài hát rất là nổi tiếng đúng không nào? Cả những demo mà bạn sáng tác nữa nè. Phong cách nhạc của Neo rất là trẻ. Bạn có thích nghe nhạc xưa không Neo ha? Thật ra thì Neo thích nghe những bài R&B nhiều hơn. Không thích nghe nhạc xưa lắm tại dễ buồn ngủ. Nhưng mà lỡ có cô người yêu hát nhạc bolero thì sao? Mình sẽ coi đó là một bài hát đặc biệt đối với mình. À. Cho em hỏi một câu được không ạ?
Rồi, xin mời bạn. Hai bạn nữ có thích bạn trai không tới 1m7 không ạ? À, hơi nhỏ con tí. Trước khi trả lời câu này thì cũng chia sẻ chiều cao thực sự của cả hai người đẹp luôn hen. Minh Trân. Dạ em cao 1m63. Đó, Minh Trân 1m63 nè. Còn Quỳnh Như. Dạ em cao 1m64, 65 vậy đó. Cái điều rất là bất lợi cho bạn nữ là khi bạn nữ yêu em thì thường sẽ không được mang guốc. Tại sao? Mình chỉ cao 1m67 thôi. Trời đất ơi, tôi tưởng 1m67 là cũng chuẩn rồi đó. Cho em hỏi hai bạn nữ là có ngại việc khi bạn trai của mình tiếp xúc với nhiều bạn nữ khác không? Theo như nghĩ thì cái đó là vấn đề về công việc. Và khi nói về công việc thì mình đừng bao giờ ghen một cách mù quáng như vậy. Còn em thì em ghen đấy. Nhưng mà khi ghen em giải quyết làm sao? Mình cũng công tự biết mà. Tiết chế bản thân mình lại. Ủa? Mình cũng nghĩ đó là công việc của bạn trai mình. Buồn buồn mình đã trong lòng rồi, tối về mình nói anh ơi, mốt anh có tập thì anh hạn chế tiếp xúc lại, em không có được vui. Thì nếu nói thẳng cho người ta hiểu đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Anh biết rồi. Anh nào nó vậy? Ông Thịnh. Như vậy chúng ta đã theo dõi được những nội dung bên trong lẫn bên ngoài trong chiếc điện thoại để phát ra những tần số cần thiết. Nhưng sóng nào sẽ tìm thấy với nhau đầu tiên đây? Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với tần số tình yêu. Và bây giờ thì anh chàng nào sẽ được tiếp tục có cơ hội bước vào vòng trong để chúng tôi tiếp tục tìm hiểu anh chàng nào ít cơ hội hơn và đương nhiên sẽ phải nói lời tạm biệt. Quỳnh Như, bạn ấn tượng với anh chàng nào và muốn anh ấy sẽ tiếp tục bước vào vòng trong? Nói thật ra thì bốn anh chàng hôm nay, anh chàng nào cũng rất là dễ thương. Nhưng mà theo như Quỳnh Như cảm nhận á, thì Quỳnh Như thích anh số 3 hơn. Chúc mừng Hoài Thịnh. Còn bạn Minh Trân thì sao? Em rất thích được ăn đồ ăn của người yêu nấu. Chọn số 1. Như vậy là đòn tâm lý về ẩm thực đã giành chiến thắng cho bạn ở vòng này. Hai người còn lại thì quyền quyết định sẽ thuộc về MC. Và nói về trai thì chắc để Lê Lộc chọn. Thành Tâm và Neo có hai cái cá tính rất là khác biệt nhau. Mà Lê Lộc ấn tượng nhất là bạn Thành Tâm. Tại vì á, là một cái anh chàng mà nếu như mà là một BT á, thì anh ta có tính là kiên trì. Khi mà muốn theo đuổi một tình yêu nào đó thì sẽ quyết đi đến cùng. Và bên cạnh anh ta thì cảm thấy rất là an toàn. Như vậy Thành Tâm sẽ là nhân vật cuối cùng. Và bây giờ chờ đón xem anh chàng Neo này đam mê âm nhạc xuất hiện như thế nào trên sân khấu đây. Xin mời. Xin mời bạn Neo. Gương mặt rất là nam tính nha. Minh Lộc, chàng trai với vẻ ngoài cá tính, có chút bụi bặm từng chia sẻ. Nắng sinh ra đã rực rỡ, em đã cười cho lòng này nở hoa. Anh chẳng mơ ước cao xa, cũng chẳng tự đặt ra cho mình những tiêu chuẩn. Chỉ cần một cô gái như em luôn giữ mãi nụ cười ấy. Nụ cười trở thành nguồn sáng trên hành trình dài của anh. Đến với chương trình này thì bạn có mong muốn điều gì không? Mình muốn tìm một cái tần số dao động với mình, nhưng có lẽ là chưa có ở đây. Rất cảm ơn Neo đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.